tại vì sao chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày còn có rất nhiều sự việc không như ý từ những sự thật này để quan sát chúng ta liền có thể tỉnh ngộ ra thời gian tu tích công đức của chúng ta quá ngắn Thời gian tùy thuận phiền não tập khí quá dài Bạn xem Một tuần lễ 7 ngày Một ngày 24 giờ đồng hồ 7 ngày bao nhiêu giờ đồng hồ Đến nơi đây để nghe kinh Mới có 2 giờ đồng hồ 7 ngày mới tu 2 giờ đồng hồ Thời gian khác đều là tùy thuận phiền não tập khí Cho nên Vì không vừa ý Đều là thường đến 8-9 Nếu như mỗi ngày đều có thể tu hai giờ đồng hồ tình hình liền công như nhau ngay trong tưởng tượng của chúng ta có được ba đến năm năm cảnh giới của bạn liền chuyển đổi hiện tại thời gian này của chúng ta vẫn là quá ngắn Tâm chân thành Tiêu chuẩn của chân thành là gì? Các vị xem qua liễu phàm tứ huấn Trong liễu phàm tứ huấn Thiền sư dân cốc nói đến Nghe lấy dẻ bùa trì chú để làm thí dụ Một niệm không sanh gọi là thành Ngay trong đó xem tạp một vọng niệm Tâm liền không thành một vọng niệm đều không có cái tâm này vẽ bùa thì bùa linh trì chú thì chú linh niệm phật phật cũng linh đích thực cảm ứng tương thông ngay trong đó chướng ngại ngăn trở không có ngày nay chúng ta vẽ bùa bùa không linh trì chú chú cũng không linh niệm phật phật cũng không linh nguyên nhân gì vậy xen tạp vọng niệm ở bên trong giác minh diệu hạnh bồ tát nó được rất hay không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn lời nói này nói ra thì dễ dàng làm ra được thì không dễ dàng do đó cổ đức mới nói với chúng ta tụng kinh không bằng trì chú Trì chú không bằng niệm Phật Vì sao vậy? Kinh quá dài Nếu muốn không xem tạp vọng niệm Rất khó Chú thì ngắn hơn kinh Thời gian ngắn có thể khống chế chính mình Không khởi vọng niệm Thế nhưng chú so với Phật hiệu Thì chú vẫn là dài Phật hiệu A-di-đà-phật Bốn chữ a di đà phật trong câu này nhất định không xen tạp vọng niệm câu này liền linh chúng ta niệm mười câu trong mười câu đích thực không xen tạp vọng niệm mười câu phật hiệu này thì linh chúng ta đề xướng cách mười niệm đạo lý chính ngay chỗ này không cần vậy bạn phải niệm nhiều Rất nhiều nhất định sen tạp Hy vọng bạn mỗi ngày niệm số lần nhiều Thời gian ngắn Trong thời gian ngắn không sen tạp Cái công phu này liền có lực Dần dần đem thời gian này kéo dài Sự việc này không được gấp hiện tại tôi khuyên các vị đồng tu một ngày niệm chín lần bằng niệm được ba tháng niệm được nửa năm bằng một ngày niệm mười lần niệm hai mươi lần vì liền có tiến bộ rồi sau ba năm bằng mỗi ngày có thể niệm đến ba mươi lần bốn mươi lần công phu của bạn không ngừng đang tiến bộ đây không phải thoái bộ đây là hiện tượng tốt cho nên việc này không nên dội thế xuất thế gian pháp đều không ngoại lệ dục tốc bất đạt phải dần dần mà bồi dưỡng Nếu muốn công phu có lực Trước tiên phải hiểu được Cái thế gian này Bao gồm tất cả dạng sự dạng vật Đều không phải chân thật Trên kinh bát nhã dạy bảo chúng ta Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Cho nên Đối với thân tâm thế giới, dạng sự dạng vật phải nên buông xả. Buông xả không phải không làm. Cái điểm này dạng nhất không nên hiểu lầm. Không vì chính mình. Chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ làm. Làm cái gì? Giúp đỡ người khác. Tu hành là tu từ chỗ nào? Chính là từ ngay trong cuộc sống thường ngày Trong cuộc sống Nếu như chúng ta đối với ăn mặc Ngủ nghỉ Chúng ta thường nói là Tài sắc danh thực thùy Vẫn buông không được Vẫn còn tham nhiễm Vừa ý thì sanh tâm quan hỷ Không vừa ý thì sanh tâm phiền não đây là không có chút công phu nào Cũng là niệm Phật có thể giảng sanh hay không Tôi thành thật mà nói với bạn là không thể giảng sanh Vì sao mà không thể giảng sanh Điều kiện để giảng sanh là Tâm tịnh thì Phật độ tịnh Mục đích chúng ta niệm câu a di đà Phật này là gì Là phải đem những phiền não tập khí này trừ bỏ Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần phiền não vừa hiện tiền liền a di đà phật dùng câu phật hiệu này đè nén cái phiền não đó xuống lúc này chính là lúc bạn niệm phật công phu thật sự đắc lực thường xuyên luyện tập không ngừng luyện tập đương nhiên người mới bắt đầu học một mặt đè nén một mặt vẫn khởi lên cũng đừng sợ Cứ tiếp tục chăm chỉ nỗ lực mà làm Nhất định sẽ mỗi năm một phai nhạt hơn Đến một lúc Công phu sẽ đắc lực Trí huệ tăng trưởng Đây chính là cảnh giới tốt Cho nên Trong cuộc sống thường ngày cũng vậy Công việc cũng vậy Sự sự đối người tiếp vật có gì mà không phải là việc để tu hành chính là tu tâm thanh tịnh ở tại những chỗ này chính là tu bố thí ở tại những chỗ này tu trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã lìa khỏi cảnh giới lục trần thì bạn đi đâu để mà tu không có chỗ nào để tu ở trong nghịch cảnh ở trong ác duyên tu chế phục đoạn dứt sân hận đố kỵ ở trong thuận cảnh cái gì cũng xứng tâm vừa ý thì tu chế phục đoạn dứt sang tham ngu gì? Đây là tôi nói trọng điểm, cho nên tham sân si là đoạn ở ngay trong cuộc sống, là đoạn ở ngay trong công việc, là đoạn ngay ở trong việc xử sự đối người tiếp vật, vậy thì công phu của bạn liền sẽ đắc lực, sự thù thắng của pháp môn tịnh tông thì mười phương ba đời tất cả chư phật đều tán thán cái phương pháp của nó quá tuyệt diệu chỉ dùng một câu phật hiểu một câu a di đà phật ta đã khởi tâm tham đã khởi tâm sân hận đã khởi tâm ngu si lập tức dùng câu a di đà phật này đem nó chuyển trở lại đại đức tông môn thường nói không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm niệm là cái gì là khởi tâm độc niệm khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Cái niệm này khởi, bất luận là thiện niệm hay ác niệm đều không tốt. Nếu là thiện niệm thì quả báo bạn cảm được là tam thiện đạo. Ác niệm thì là tam ác đạo. Đều là việc ở trong lục đạo luân hồi. Ra không khỏi luân hồi. Cho nên, bất luận là ý niệm gì khởi lên, liền niệm câu a di đà Phật, đem ý niệm đó đè xuống khôi phục lại cái tình niệm tình niệm là tình nghiệp tình nghiệp mới có thể giảng sanh tịnh độ bạn xem cái này quan trọng biết bao vẫn còn có đồng tu vừa mới đến nói với tôi ông nói ông cũng là hậu trì cho một đạo tràng Nhìn thấy trong đạo tràng có một Pháp Sư tính tình rất nóng nảy Thường hay nổi nóng Ông hỏi tôi phải làm sao Tôi nói ông là niệm Phật cho tốt là được rồi Mỗi người đều có nhân quả của mình Họ không chướng ngại bạn Bạn cũng không có trở ngại họ Bản thân chúng ta phải hiểu biết Phải rõ ràng Cho nên kinh không thể không đọc tụng Không thể không nghe Hiện tại đọc tụng có hơi khó khăn xem chú giải cũng có khó khăn vì sao vậy vì xem không hiểu cho nên hiện tại giảng kinh vất vả hơn nhiều so với người xưa giảng kinh người xưa giảng kinh giảng đến đâu mọi người đều hiểu đến đó hiện tại thì phải giảng đi giảng lại phải giảng cho tường tận giảng đến mệt cả người trí huệ phước đức làm sao để tu là tâm thuần tịnh trí huệ viên mãn hành vi thuần thiện thì phước đức viên mãn cho nên đây là chánh nhân của nhị túc tôn chúng ta đối với thế xúc thế gian tất cả người sự vật chỉ có một cái tâm chân thành cung kính để mà đối đãi quyết định sẽ không bị cảnh giới ở bên ngoài ảnh hưởng Không bị sự nhiễm ô của cảnh giới bên ngoài Phải hạ công phu từ ngay chỗ này Luyện cái công phu này Ban đầu thì phải luyện từ chỗ nào Trước nhất phải viễn ly Cách viễn ly như thế nào Không nên xem báo chí Không nên xem tivi Phạm là những thứ truyền bá này Chúng ta đều không tiếp xúc Tôi ít nhất cũng đã hơn 30 năm đoạn dứt đối với nhật thứ này. Tâm bạn thanh tịnh. Người ta mà hỏi, tôi nói hiện tại thiên hạ Thái Bình không có chuyện gì, rất ổn. Chuyện gì tôi cũng không biết, tôi cũng không cần biết. Bạn mà đến nói với tôi, bạn vừa nói thì tôi đều hiểu rõ, tôi không cần xe báo chí, những hệ nói là tôi biết ngay. Tôi tuyệt đối không bị hoàn cảnh xoay chuyển, vĩnh viễn giữ gìn chính mình chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi thì chúng ta đang đi trên con đường đạo trong cuộc sống thường ngày trong công việc đối người tiếp vật thì vĩnh viễn làm được nhìn thấu buông xuống nhìn thấu là hiểu rõ là trí huệ thấu hiểu buông bỏ buông bỏ phân biệt buông bỏ chấp trước, buông bỏ vọng tưởng. Khi mà không thể buông bỏ được thì dùng một câu a di đà Phật để thay thế nó. Trong tâm ta chỉ có một câu a di đà Phật, ngoài câu a di đà Phật ra thì cái gì cũng không có. Đây là chân thật buông bỏ. Bạn được tự tại. Tự tại tùy duyên hàn thuận chúng sanh tùy hỷ công đức những ngày tháng như vậy thật tốt đẹp cuộc sống như vậy an lạc tự tại biết bao tâm địa thanh tịnh từ bi thì liền khỏe mạnh thanh tịnh thì không ô nhiễm ngày nay nói ô nhiễm môi trường nói không ô nhiễm nổi tâm ta ta sẽ không bị nó ô nhiễm từ bi có thể hóa giải độc tố. Thì thân thể sao không khỏe mạnh chứ? Một cách tự nhiên không còn như trước nữa, thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Hiện tại tôi ở trên giảng đài giảng suốt 4 giờ đồng hồ, chỉ không hề mệt chút nào, cũng không cần uống ngụm nước. sức khỏe rất nhiều đồng tu quan tâm. Tôi xin nói với các vị, năm nay tôi cũng đã đi kiểm tra sức khỏe một lần. Đây là Úc Châu quy định, dân di cư mới thì phải kiểm tra sức khỏe một lần. Bác sĩ là một người Ấn Độ đã già. Sau khi kiểm tra liền nói với tôi, pháp sư à, sức khỏe của ngài đại khái như là một người 30 tuổi vậy. sang năm không cần phải đến nữa sau này cũng không cần phải đến nữa quả thật là như vậy cho nên người học phật thì không già người học phật thì không bệnh người học phật thì không chết Việc này không phải giả Thế Tôn trước khi diệt độ Đã dạy hậu nhân Phật không còn tại thế Thầy không còn nữa Chúng ta dựa vào người thầy là ai Phật đã nói ra hai câu Lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Cho nên Quyết không thể tham muốn Cuộc sống vật chất Ham muốn cuộc sống vật chất Thì bạn sẽ khởi tham sân si mạng Thì bạn sẽ tạo tác tội nghiệp Thì bạn sẽ không thoát ly được sáu nẻo luân hồi Không những thoát ly được sáu nẻo luân hồi Mà bạn còn mất cả cơ hội làm nhân thiên Tương lai quả báo của bạn là ở đâu? Ở tam độ Lòng tham sẽ đọa ngạ quỷ Sân hận là địa ngục Ngu si là xúc sanh, sao có thể đi làm những việc này chứ? Vì chúng ta phải học Phật như thế nào, học đến chỗ nào, hiểu được chân tướng sự thật. Hiện tại được thân người, được nghe Phật Pháp, thật là vô cùng khó có được. Trên kệ khai kinh viết, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Cư sĩ Bằng Tế Thanh thì nói là, Vô lượng kiếp đến nay mới được một lần hiếm có khó gặp như vậy. Chúng ta được thân người, được nghe Phật pháp, đặc biệt là nghe được pháp môn Tịnh độ. Nhất định phải nắm bắt lấy cái cơ hội này. Ta ngay trong đời này, nhất định đi đến thế giới Cực Lạc. Vậy thì đúng rồi. Cái nguyện này phải kiên định cái nguyện này phải khẩn thiết. Quả nhiên có đại nguyện kiên định khẩn thiết rồi. Thì phương pháp tu hành của bạn tự nhiên sẽ hiểu. Vì sao vậy? Tất cả pháp thế xuất thế gian bạn đều không còn để ở trong tâm. Thế gian này có việc gì tốt hơn nữa, bạn cũng không thấy hiếm lạ, bạn cũng không bị nó lay động. Gì có xấu hơn đi nữa thì bạn cũng không bị động tâm. Một lòng một dạ Chỉ muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Kinh Vô Lượng Thọ Ngày ngày phải đọc Ngày ngày đọc là cái gì Ấn tượng của ta mỗi ngày một sâu sắc Ta hiểu được thế giới cực lạc là tốt Trên trời dưới đất Ở đâu cũng không bằng Ở tại thế giới ta bà này của chúng ta Đại Phạm Thiên Dương Ma Hê Thủ La Thiên Dương Căn bản không thể so sánh vì sao lại không đi Vì sao mà vẫn còn khởi tâm đồng niệm Vẫn còn khởi tham sân si mạng Vẫn còn tạo tác nghiệp chướng Không thể tự vượt qua được chính mình trên đường Bồ Đề Không có ai có thể ngăn trở được bạn Ai ngăn trở bạn gì? Là chính mình ngăn trở chính mình Bạn chính mình nhìn thấy không được rõ ràng Bạn chính mình sáu căn vẫn còn bị sáu trần ảnh hưởng vẫn còn bị sáu trần ô nhiễm đây là bạn chính mình còn ngu si bạn chính mình không có trí huệ cho nên việc tu hành năm xưa tôi đã nói tương đối rõ ràng cương lĩnh tu học của chúng ta là cái gì là tình nghiệp tam phước người thế gian người không học phật thì chúng ta không nói người học phật rất nhiều họ cũng thường hay đọc kinh cũng thường hay nghe giảng kinh nghe được biến số cũng rất nhiều tại vì sao vẫn không chịu học vậy tại vì sao vẫn không chuyển đổi thí dụ chúng ta đối với người không chân thành chúng ta không dùng chân tâm đối với người chúng ta không dùng thành ý đối với người vì sao vậy chúng ta tỉ mỉ tư lượng quan sát không ngoài là sợ bị thiệt thòi người khác đều là hư tình giả ý đối với chúng ta ta chân thành đối với người vì chẳng phải là ta bị thiệt thòi rồi hay sao đây là một quan niệm sai lầm hãy chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật đều không thể thành tựu. Không phải là không thể chứng quả, ngay cả khai ngộ đều không làm được. Cho nên người xưa thường hay dạy bảo chúng ta: "Chịu thiệt là phước, chịu thiệt không phải là quả, chịu thiệt là phước."